Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thường Nguyễn, chuyên bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn. Và ngày hôm nay Tường lấn lấn xuống Nhà Bè giới thiệu cho mọi người một căn nhà ở đường Quỳnh Thị Đồng mọi người ạ. Tuyến đường này là mới vừa được đặt tên. Ngày xưa nó là đường hẻm 1979 thuộc Quỳnh Tấn Phát. Căn nhà mới vừa được hoàn thiện, rộng lắm và đẹp, có sân trước, sân sau nữa. Và bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng chi tiết cái căn nhà mới vừa được xây dựng, rộng, đẹp, thoáng, rất là đã. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đây là cái tuyến đường giữa 1979, bây giờ đổi tên là Quỳnh Thị Đồng. Tuyến đường này thông qua bên Dương Cát Lợi, khoa A, Nhà Bè đó mọi người. Và căn nhà nằm ở trục ở giữa, trục đường thông. Với căn nhà diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài là 22m, được thiết kế một trệt và hai lầu. Ở phía trên chúng ta có sân thượng nữa. Căn nhà mới vừa được hoàn thiện, mới 100% luôn mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Ở phía ngoài chúng ta có một cái khoảng sân đậu xe. Cái này gọi là cái lộ giới nữa, tại vì cái đường này lộ giới tới 20m là mai mốt đã lấy vô tới trong này luôn á. Cũng không có ảnh hưởng vào không gian căn nhà. Ở phía trong thì chúng ta có một cái khoảng sân để xe hơi, rộng rãi, thoải mái. Điều đặc biệt là hai bên bờ tường gia chủ ốp cái dạng gạch mà giống như là cẩm thạch vậy đó. Tường nhìn thấy nó cũng sang và đẹp hơn những cái dạng ốp gạch bình thường khác. Cái khoảng sân thì chúng ta đậu thoải mái và có một cửa cuốn ở phía bên ngoài nữa nè. Nên buổi tối thì chúng ta đóng lại rất là an toàn. Phía đối diện chừng nữa sẽ phân lô giống như là bên mình. Bên mình tại vì ra sổ trước, mình được xây trước. Giống như là cái dãy nhà ở phía bên trái của Tường nè. Mọi người thấy không? Muốn nó xây dài lại đây là cái không gian ở đây đẹp mắt hơn bây giờ. Bây giờ thì mọi người thấy nó có hơi trống vắng và buồn. Nhưng mà ít năm nữa thôi, ở đây sẽ đầy những căn nhà. Bây giờ Tường sẽ tiến vào khu vực bên trong phòng khách và sau đó là nhà bếp. Wow, một cái không gian phòng khách rộng và đẹp với đầy đủ nội thất. Khu vực phòng khách thì mọi người nhìn nè, đã lắm, rộng và đẹp. Ở phía bên tay trái của Tường đó chính là kệ tivi. Còn ở phía bên tay phải của Tường nè, đó chính là bộ sofa. Màu này là màu lông chuột. Đặc biệt là ở phía trên trần. Wow, có một cái đèn chùm rất là lớn, nổi bật lắm luôn á mọi người. Và trần thì cũng ốp gạch cao. Xung quanh chúng ta có đèn led, có máy lạnh ở đây nữa nè. Đứng từ phòng khách mà chúng ta nhìn ra ở phía trước mặt tiền, cái khoảng sân là rộng rãi lắm. Nhưng mà đặc biệt là có một cửa kính nè. Cái cửa này mà chúng ta đi xe hơi về thì mình đóng lại, thì cái mùi xe hơi nó không có áp vào trong phòng khách. Nhiều khi mà ngửi cái mùi xe hơi thì mình cảm giác nó cũng hơi khó chịu á. Rồi ở ngoài trước của chúng ta có thêm một cái khoảng sân nhỏ nữa, cái đó gọi là cái lề. Khu vực ở phía sau nhà thì là khu vực bếp. Ở phía giữa đây là nhà vệ sinh, được thiết kế ở phía dưới cầu thang, tiết kiệm cái phần diện tích không gian của căn nhà. Còn về khu vực bếp nè, rộng quá mọi người ạ. Đẹp nữa. Ở phía sau có cái sân sau rộng lắm, cũng độ khoảng 2m. Khu vực bàn ăn nè, với bộ ghế 6 cái. Ở phía trong tường chúng ta có kính nè, làm cho cái không gian bếp rộng rãi hơn, nhìn nó thoáng mát hơn. Và một chiếc tủ lạnh cửa mở hai cánh ở phía bên tay phải của tường đây, mới hoàn toàn luôn. Và ở trên chúng ta có tủ treo và tủ phía dưới. Mặt đá thì cũng được sử dụng đá hoa cương, bồn rửa đôi nè. Đặc biệt chúng ta có khu vực cửa sổ. Khi mà mình nấu nướng á, mình mở cửa này ra thì nó sẽ thoáng hơn. Cái mùi đồ ăn á, nó sẽ thoát ra bên ngoài. Và khu vực đây rất là đặc biệt. Sân sau để chúng ta trồng cây và tạo cho căn nhà của chúng ta thoáng và mát hơn. Trồng cây ở phía trên làm khung sắt bảo vệ đầy đủ, an toàn. Bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi lên khu vực lầu 1, lầu 2 và sau cùng là sân thượng. Ở phía giữa chúng ta có một bức tranh nè. Bức tranh này là sử dụng những viên đá mọi người. Nó có hình sẵn, rồi cái mình ốp vào
chứ không phải dán mà cũng không phải là vẽ. Ở lầu 1 thì chúng ta có hai phòng. Ở với khu vực này nè thì được ốp cái này là dạng PVC giả đá, nó đẹp và bền bỉ theo thời gian. Căn phòng đầu tiên Tường muốn giới thiệu với mọi người, diện tích là khoảng 35 m². Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong phòng, đặc biệt là có khu vực tắm bồn đã không mọi người. Trang thiết bị sử dụng cao cấp, hiện đại và sang trọng. Ở phía trong thì cũng được ốp tường cao, sạch sẽ và sử dụng đèn LED 3 cái nè, nên khu vực vệ sinh sáng. Còn về ở phía bên ngoài thì đã đầy đủ nội thất. Nội thất thì gồm giường, bàn trang điểm và tủ quần áo ở phía trong. Chưa có nệm mọi người, nhưng mà về thì chúng ta sẽ sắm nệm lò xo hay là nệm cao su, tùy vào sở thích của khách hàng. Ở phía trước chúng ta có một cái khoảng ban công rất là lớn. Khoảng ban công này độ rộng khoảng là 2 m. Mọi người thấy rộng lắm. Buổi chiều chúng ta đặt cái bàn phía ngoài đây nè, uống trà nhâm nhi nên rất là thư giãn. Đèn ngủ ở phía đây, ở phía trên thì chúng ta có máy lạnh. Khu vực căn phòng số 2, ở phía sau thì chúng ta không có ban công nhưng mà cũng có cửa sổ. Trang thiết bị thì cũng có đầy đủ hết rồi. Nhà vệ sinh thì cũng ở trong phòng luôn, nhưng mà không có bồn, nhưng mà mình cũng có khu vực tắm bằng kính. Trang thiết bị cũng cao cấp, vòi sen ở phía trên. Như Tường đã giới thiệu một số căn đó, đa phần bây giờ là người ta sử dụng dạng đó là nhiều. Lầu 2 thì cũng thiết kế hai phòng, nhưng mà được để trống nhà vệ sinh. Ở phía đây là khu vực ngủ nè. Để trống nên khái phòng rộng lắm. Độ rộng khoảng 35 m². Ban công thì nhỏ hơn phía dưới một chút xíu, nhưng mà Tường thấy cũng được. Căn phòng số 4 ở phía cuối của căn nhà đây cũng được để trống luôn. Tại vì 4 phòng thì đa phần ít có gia đình nào sử dụng hết lắm, nên gia chủ để chỉ cần 2 phòng là được rồi. Nếu như mà làm thêm thì cũng tính vào trong cái giá trị nhà, nên cũng không có cần thiết. Khu vực phía trên đó chính là giếng trời, thì bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi lên sân thượng nha. Sân thượng thì chúng ta có sân thượng trước và sân thượng phía sau. Ở giữa là phòng thờ. Phòng thờ với diện tích độ khoảng là 6 m². Sân thượng ở phía trước đây, rộng bằng với diện tích của căn phòng. Sử dụng cửa nhôm Sifa, kính cường lực chắc chắn lắm. Đây, sân thượng phía trước mọi người thấy rộng lắm. Vì lý do là đang mưa á mọi người, nên Tường quay về là mọi người đã thấy rồi đúng không? Còn đây là sân thượng ở phía sau, rộng rãi không kém phần sân thượng ở phía trước. Độ khoảng là 30 m². Ở phía trên chúng ta có khung bảo vệ rất là chắc chắn nè. Căn nhà mới vừa được hoàn thiện mọi người ạ. Mới 100% luôn. Gia chủ chỉ cần về sắm đồ chút xíu vô là chúng ta ở thoải mái. Với căn nhà vị trí tọa lạc tại đường thông giữa Quỳnh Thị Đồng và Dương Cát Lợi thuộc thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Diện tích chiều ngang là 4 m và chiều dài chúng ta là 22 m, nên được thiết kế ở phía sau có một khoảng sân rất là rộng, sẽ tạo một cái sinh khí cũng như là không gian xanh thêm cho căn nhà của chúng ta. Được thiết kế gồm có một trệt và hai lầu. Sân thượng ở phía trên, chúng ta có sân thượng trước và sân thượng sau, ở giữa là khu vực phòng thờ. 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nên sử dụng riêng tư và thoải mái lắm. Và hướng của căn nhà đó chính là hướng đông nha mọi người. Về mặt pháp lý thì hoàn toàn yên tâm. Sổ hồng riêng và hoàn công các tầng lầu đầy đủ hết. Và giá mà gia chủ muốn bán đó chính là 9 tỷ 900 triệu vẫn còn thương lượng. Và mọi cái thông tin cũng như là thắc mắc thì mọi người hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường. Tường sẽ dẫn mọi người cũng như là giải đáp thắc mắc người được hiểu rõ hơn nữa nha. Thì về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường để cập nhật thêm những bất động sản khu vực.
Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.